tối ưu hóa hiệu năng và nhiệt độ trên điện thoại Samsung Galaxy. Tắt Wi-Fi, Bluetooth, dữ liệu di động và các kết nối khác khi không sử dụng. Giảm độ sáng màn hình. Đóng các ứng dụng chạy ngầm. Hạn chế chơi game hoặc xem video chất lượng cao khi sử dụng dữ liệu di động trong thời gian dài. Sử dụng bộ sạc chính hãng của Samsung. Hạn chế sử dụng máy khi đang sạc. Gỡ cài đặt các ứng dụng không sử dụng. Đảm bảo cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất cho máy.